Như một phần của hoạt động tổng kết dự án 3 năm Oregon Việt Nam Japan Exchange and Collaboration Project, thành viên nhóm Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với The Letter, không gian học thuật cho cộng đồng, tổ chức chuỗi seminar chiếu phim thảo luận dành cho cộng đồng mang tựa đề nghiên cứu văn hóa văn học điện ảnh Nhật Bản tại Việt Nam. Dự án nhận được sự tài trợ từ Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản Japan Foundation với sự tham gia của các trường đại học: Đại học Oregon, University of Oregon Mỹ, Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan, Ritsumeikan Asia Pacific University Nhật Bản, Đại học Hà Nội và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Các diễn giả tham gia seminar gồm có hai thành viên dự án đến từ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Hoàng Phong Tuấn và tiến sĩ Nguyễn Thị Minh. Ngoài ra, chuỗi seminar còn có sự tham dự của các diễn giả khách mời: Tiến sĩ Hồ Khánh Vân, Phó trưởng khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Đào Lê Na, trưởng bộ môn sáng tác và phê bình sân khấu điện ảnh, khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Trần Nguyên Khang, khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; nhà biên kịch, phê bình phim, đạo diễn Vũ Ánh Dương, khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện mở đầu chuỗi seminar là buổi chiếu phim Ba Cái Núi Narayama, bàn luận và giới thiệu những sách đã dịch của dự án. Buổi chiếu thu hút rất đông các bạn trẻ tham dự. Sự duyên dáng từ các diễn giả, nhà phê bình Vũ Ánh Dương, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh và tiến sĩ Hoàng Phong Tuấn, cùng với sự độc đáo của bộ phim từ xứ sở Phù Tang đã tạo nên những kết nối tuyệt vời giữa khán giả và chương trình. Sau hơn 2 tiếng say mê với bộ phim, người tham dự cùng lắng nghe và bàn luận về bộ phim cùng với nhà phê bình Vũ Ánh Dương từ góc độ tinh thần sáng tạo điện ảnh và tiến sĩ Nguyễn Thị Minh từ góc độ ký hiệu học điện ảnh. Trong phần thảo luận, thông qua những gợi ý từ diễn giả, người xem có cơ hội suy ngẫm về những thách thức và cơ hội khi nhà làm phim dám nhìn nhận lại quá khứ để tạo ra những dự phóng cho văn hóa dân tộc trong tương lai. Bên cạnh đó, bộ phim còn là một trường hợp thú vị cho việc vận dụng ký hiệu học điện ảnh cho việc nhận diện hệ thống các nhân vật và ý nghĩa đa tầng của ngôn ngữ điện ảnh. Tiếp theo, vào tháng 11 năm 2020, The Letter đã chào đón đông đảo người tham dự đến với seminar Văn hóa đại chúng và sức mạnh mềm Nhật Bản cùng một số gợi ý cho Việt Nam. Đến với seminar, người tham dự được lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ Trần Nguyên Khang về lý thuyết sức mạnh mềm và nhận diện những biểu hiện của sức mạnh mềm Nhật Bản, ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam và thậm chí toàn thế giới như văn hóa manga, đặc trưng kiến trúc và hội họa ấn tượng. Tiếp theo, tiến sĩ Hoàng Phong Tuấn trình bày lý thuyết về văn hóa đại chúng, định nghĩa và các hướng tiếp cận. Một ví dụ điển hình được bàn luận là hiện tượng manga Doraemon từ những ngày đầu hiện diện như một sản phẩm văn hóa đại chúng đáng chú ý, trải qua tiến trình mở rộng và vận động, tiến vào hiện diện với tính chất của văn hóa chính thống. Seminar nhận được rất nhiều câu hỏi thú vị, thể hiện những góc nhìn đa chiều về những vấn đề liên quan đến văn hóa và sức mạnh mềm của một dân tộc, không chỉ từ các bạn sinh viên mà cả các giảng viên, nhà nghiên cứu từ các trường, viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi hoàn thành sự kiện học thuật tháng 10 và tháng 11, The Letter tiếp tục tổ chức seminar tháng 12 với chủ đề Wabi Sabi trong phim Nhật, với sự hiện diện của hai diễn giả là tiến sĩ Đào Lê Na và tiến sĩ Nguyễn Thị Minh. Wabi Sabi là một khái niệm đầy hấp dẫn. Điều này được tiến sĩ Đào Lê Na giải thích cẩn thận. Người tham gia có cơ hội tiếp nhận những kiến thức thú vị về lịch sử Wabi Sabi, những biểu hiện của tinh thần Wabi Sabi và cách thực hành Wabi Sabi để tạo ra những giá trị sống ý nghĩa. Bên cạnh đó, tiến sĩ Đào Lê Na cũng đưa ra những phân tích đáng quan tâm về biểu hiện của Wabi Sabi trong những bộ phim điện ảnh kinh điển của Nhật Bản. Từ đó thấy được vai trò của những nhân vật tưởng chừng như không đáng chú ý trong văn hóa làm phim của Nhật Bản. Người xem vì thế sẽ trả lời được câu hỏi vì sao không thể bỏ qua sự hiện diện của luồng gió, của cơn mưa, của ánh trăng, của tiếng thở trong những thước phim từ đất nước hoa anh đào. Ngoài ra, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh cũng đóng góp một sự nhận diện hóm hỉnh về Wabi Sabi từ góc nhìn phương Tây. Và nối tiếp từ đó, những chia sẻ đến từ khán giả tham dự đã tạo nên một buổi trao đổi tràn ngập hài hước và bất ngờ. Bước sang tháng 1 năm 2021, The Letter tổ chức hai seminar. Thứ nhất là buổi chiếu phim Antigone và thảo luận về các phiên bản Antigone ở phương Tây và Nhật Bản. Trong sự kiện này, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh giới thiệu đến người tham dự vở kịch kinh điển phương Tây Antigone và phiên bản cải biên của đạo diễn Satoshi Miyagi ở Nhật Bản. Qua việc tiếp cận Antigone, khán giả không chỉ có cơ hội biết đến một tác phẩm nghệ thuật quan trọng của văn hóa phương Tây, mà còn có được những gợi ý thú vị trong việc suy ngẫm và tranh luận về những vấn đề còn giữ nguyên tính thật sự như phụ nữ và nam giới, gia đình và nhà nước, ham muốn và nghĩa vụ đạo đức. Phiên bản Antigone của Nhật Bản cho thấy sự diễn giải văn hóa và nghệ thuật khác biệt nhưng vô cùng cần thiết, nhằm khẳng định bản sắc dân tộc Nhật Bản và sự ấn tượng trong khai thác nghệ thuật sân khấu. Buổi seminar kết thúc với nhiều suy tư triết học đáng giá, gợi mở cho những khai phóng tinh thần về sau. Thứ hai, The Letter tổ chức seminar sự kiến tạo giới trong văn học và điện ảnh Nhật Bản Việt Nam từ góc nhìn so sánh. Đây đồng thời là seminar cuối cùng trong chuỗi seminar về văn học, văn hóa điện ảnh Nhật Bản. Đồng hành cùng The Letter lần này là tiến sĩ Hồ Khánh Vân và tiến sĩ Nguyễn Thị Minh. Mở đầu, tiến sĩ Hồ Khánh Vân đã cung cấp kiến thức về nghiên cứu nam tính và đưa ra những phân tích sâu sắc hai hiện tượng trong văn học Việt Nam Nhật Bản với những biểu hiện nam tính đáng quan tâm: tác phẩm của Đỗ Hoàng Diệu và Ami Yamada,
Sự gần gũi và duyên dáng của cô thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, đồng thời mở ra nhiều gợi ý tiếp cận đáng giá. Tiếp lời tiến sĩ Hồ Khánh Vân, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh trình bày những phát hiện ấn tượng về sự kiến tạo bản sắc nữ trong hai bộ phim điện ảnh Người Vợ Ba và Rừng Na Uy. Hai phần chia sẻ của các diễn giả tạo nên một sự tròn trịa và đối xứng trong nội dung của seminar Văn học và Điện ảnh Nam tính và Nữ tính Việt Nam và Nhật Bản. Những phút cuối của seminar chứng kiến những bàn luận sôi nổi về vấn đề nghiên cứu và thực hành tiếp nhận những vấn đề về giới cả trong nghệ thuật lẫn đời sống. Chuỗi seminar đã góp phần tạo ra không khí học thuật sôi nổi, đưa khán giả đến gần hơn với văn hóa, văn học, điện ảnh Nhật Bản, đồng thời đưa ra nhiều gợi ý để nhìn các vấn đề của Việt Nam dưới một góc nhìn mới. The Letter, không gian học thuật dành cho cộng đồng.